Cái bức tranh nhạt màu và sơ khai của bóng đá Nhật Bản đầu thập niên 90, Hidetoshi Nakata chính là người tiên phong, một thần tượng mới đại diện cho nền bóng đá xứ sở hoa anh đào nói riêng, cũng như châu Á nói chung, mang trong mình nguồn cảm hứng mãnh liệt bất tận từ bộ truyện tranh Tsubasa. Hidetoshi Nakata coi bóng đá là một bộ môn nghệ thuật, là cái đẹp, điều trái ngược hoàn toàn so với chủ nghĩa chiến thuật cực đoan, thực dụng của nền bóng đá đương đại hiện nay. Hidetoshi Nakata là ngôi sao quan trọng nhất của những chiến binh Samurai xanh khi đó. Trong 2 năm liên tiếp, 1997 và 1998, Nakata được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Và cũng nhờ đôi chân diệu kỳ của anh, Nhật Bản có lần đầu tham dự World Cup 1998. Mặc dù tại giải đấu trên đất Pháp, những chiến binh Samurai xanh không thể vượt qua vòng bảng, nhưng màn trình diễn của cá nhân Hidetoshi Nakata đã khiến các tuyển trạch viên từ châu Âu hoàn toàn bị cuốn hút. Ngay kỳ chủ nhiệm mùa hè năm đó, giấc mơ trời Âu của Hidetoshi Nakata đã thành hiện thực khi anh gia nhập Perugia với giá 3,5 triệu đô. Trong giai đoạn mà bóng đá Ý có không ít những số 10 cổ điển đầy chất lượng, Nakata chắc chắn không phải tiền vệ tấn công hoàn hảo nhất. Thế nhưng, chàng tiền vệ sinh năm 1977 vẫn biết cách để lại dấu ấn của riêng mình bằng phong cách thi đấu hào hoa, đầy cá tính, giàu kỹ thuật và cũng không kém phần hiệu quả tại Perugia, cũng như sau này tại Roma và Parma. Trong 7 năm chơi bóng tại Ý, Nakata không chỉ ghi dấu ấn về mặt chuyên môn mà còn trở thành một đại sứ hình ảnh cho đất nước hình chiếc ủng. Cựu tiền vệ của Roma được Ý phong tước hiệp sĩ vào năm 2005 vì những đóng góp cho uy tín của đất nước này với thế giới. Tại World Cup 2006, Hidetoshi Nakata chơi cả 3 trận vòng bảng gặp Úc, Brazil và Croatia, một lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trước Croatia. Khi ấy, ở tuổi 29, những tưởng nhạc trưởng người Nhật Bản sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, thì sau kỳ World Cup, anh lại tuyên bố giã tư sự nghiệp trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Nakata chọn dừng lại vì bóng đá với anh đã không còn mang đến niềm vui. Tôi chợt nhận ra bóng đá ngày nay trở thành một công việc kinh doanh không hơn không kém. Các đội bóng giờ thi đấu vì tiền thay vì đam mê. Tôi từng nghĩ một đội bóng phải như một gia đình lớn, nhưng điều đó của thời đại này đã không còn. Tôi cảm thấy điều đó thật đáng buồn, và đó chính là lý do khiến tôi giải nghệ. Tôi vẫn sẽ làm những gì mình thích và cũng không cần quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì về tôi cả. Tôi chỉ sống cuộc đời của tôi mà thôi. Sau khi treo giày, Hidetoshi Nakata đã thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Anh đi xuyên qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành trình vạn dặm đó. Cựu tiền vệ của Roma đã có cơ hội trải nghiệm và tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Mỗi quốc gia mà tôi đặt chân đến để chơi bóng hay tham dự các sự kiện, mọi người ai cũng hỏi tôi về Nhật Bản, nhưng tôi lại không biết nên giới thiệu Nhật Bản với họ ra làm sao. Nakata trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình CNN. Anh tin rằng mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu hết về quê hương Nhật Bản. Vậy là, cùng với một chiếc ô tô và những nhu yếu phẩm cần thiết, Hidetoshi Nakata đã dành đến 7 năm để đi qua từng ngóc ngách, từng vùng đất tại xứ sở mặt trời mọc. Nakata đã lái xe đến tất cả 47 tỉnh thành của Nhật Bản để trải nghiệm và đắm chìm trong nền văn hóa của đất nước. Cựu tiền vệ người Nhật Bản gặp gỡ, trò chuyện cùng với những người nông dân, những đầu bếp, những người thủy thủ, những người thợ thủ công, những người đang góp phần bảo tồn nền văn hóa lâu đời của xứ sở phù tang. Cuối cùng, Hidetoshi Nakata đã tìm thấy một niềm đam mê thực sự của cuộc đời mình: rượu sake. Một khi tôi bắt đầu tìm hiểu về văn hóa đằng sau rượu sake và ngành công nghiệp sản xuất loại rượu này, tôi bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của nó, về cách làm ra một chai rượu chất lượng. Đồng thời, tôi cũng nhận ra những vấn đề mà ngành sản xuất rượu sake tại Nhật Bản đang phải đối mặt. Theo số liệu của cơ quan thuế Nhật Bản năm 2010, lượng mua rượu sake đã giảm 30% kể từ năm 1975. Nguyên nhân là do dân số giảm, những người thích uống rượu sake đang già đi. Ngành công nghiệp rượu sake không thể cạnh tranh với rượu ngoại, rượu vang hay cocktail, những thứ đồ uống thu hút phù hợp với nhu cầu của những người trẻ. Năm 2013, cựu tiền vệ câu lạc bộ Roma quyết định biến đam mê thành hành động khi cho ra mắt thương hiệu N, một loại rượu sake cao cấp, và chọn nhà máy Takagi Suzo ở tỉnh Yamagata để sản xuất rượu sake của riêng mình. Một chai N có giá từ 1.500 đến 2.350 đô la và chỉ sản xuất giới hạn 1.000 chai khi đó. Nakata
quyết định thử bán An ở thị trường nước ngoài, chủ yếu là châu Âu. Kết quả, những chai rượu sake thương hiệu An của Nakata thành công vang dội như cách mà anh chơi bóng. Nền tảng từ thành công ban đầu tạo cho Nakata động lực và sự tự tin để phát triển hơn những dự án của anh. Cựu tiền vệ Roma phát triển một loại tủ lạnh riêng nhằm bảo quản rượu sake ở nhiệt độ tối ưu, giúp khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn vị ngon nhất của thứ rượu này. Nhiều người cứ nghĩ sake giống như rượu vang, chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ phòng là tốt. Nhưng thật ra, bạn phải giữ nó ở 5 độ C thì mới có thể tận hưởng được hết cái ngon của sake, Nakata giải thích. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ người Nhật Bản cũng cho ra mắt ứng dụng có tên gọi Sakenomi, một ứng dụng dùng để dịch các hướng dẫn sử dụng rượu sake bằng tiếng Nhật cho người nước ngoài. Cùng với đó là gợi ý người dùng những món đồ nhắm đi kèm để thưởng thức rượu một cách ngon nhất. Nakata không dừng lại ở đó, anh đã làm việc với hàng trăm công ty để quảng bá rượu sake trên toàn cầu. Bên cạnh công việc phát triển thương hiệu rượu sake, cựu tiền vệ người Nhật Bản còn cố gắng quảng bá thêm những giá trị truyền thống khác của đất nước, từ đồ thủ công cho đến những sản phẩm văn hóa phi vật thể. Những trải nghiệm trong chuyến đi phượt vòng quanh thế giới hay vòng quanh Nhật Bản đã giúp Nakata dễ dàng hòa nhập ở mọi nơi và trở thành đại sứ du lịch văn hóa cho Nhật Bản. Ngoài ra, phong cách thời trang đầy cá tính cũng biến cựu tiền vệ sinh năm 77 trở thành một hiện tượng vượt ra khỏi khuôn khổ bóng đá thông thường. Từ tham dự rất nhiều buổi trình diễn thời trang hàng đầu thế giới với những mẫu thiết kế nổi tiếng, những kiểu tóc màu mè chẳng giống ai, Nakata thậm chí còn được đánh giá là một trendsetter, tức người tạo xu hướng. Những ấn phẩm về Nakata bán được hàng trăm ngàn bản. Nakata đi đến đâu là thu hút công chúng đến đấy. Thế nên, TV người Nhật Bản mới được ví von là Beckham châu Á. Nakata từng là gương mặt đại diện của rất nhiều nhãn hàng lớn như Nike, Canon, Mastercard, Coca-Cola hay Subaru. Thần thái và gương mặt điển trai của Hidetoshi Nakata giúp anh tạo nên những bộ ảnh ấn tượng không thua kém bất kỳ một người mẫu chuyên tuổi, không thua kém bất kỳ một người mẫu tên tuổi nào. Cũng vì thế mà những sự kiện thời trang danh giá nhất thế giới không bao giờ bỏ quên Nakata. Họ cho rằng anh là một biểu tượng hoàn hảo cho sự nam tính của người châu Á. Phong cách ăn mặc của cựu tiền vệ người Nhật Bản đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nam tính và luôn cập nhật xu hướng mới nhất của thế giới. Nakata cũng rất biết cách tận dụng danh tiếng của anh cho các hoạt động thiện nguyện. Năm 2011, khi hàng ngàn người Nhật Bản qua đời vì động đất, Nakata đã bán đi những món kỷ vật, những món trang sức đắt tiền và tổ chức những trận bóng đá để quyên góp, ủng hộ các gia đình nạn nhân. Ở thời điểm hiện tại, với tính chất công việc của một doanh nhân, một người mẫu thời trang, một người nổi tiếng, Nakata vẫn di chuyển thường xuyên giữa Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới. Anh vừa xuất hiện tại Qatar với tư cách đại sứ danh dự cho World Cup 2022 và cũng vừa có mặt tại tuần lễ thời trang Paris bên cạnh hàng loạt những diễn viên và cao sĩ. Dù vậy, Hidetoshi Nakata vẫn duy trì thói quen tập luyện bóng đá vào mỗi buổi sáng. Anh tin rằng cơ thể chính là thước đo để thúc đẩy tâm trí của bản thân và việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp anh sở hữu một tinh thần nhạy bén, luôn tỉnh táo, nhờ đó cải thiện khả năng đưa ra quyết định trong công việc kinh doanh. Từng là hiện tượng của bóng đá châu Á vào thập niên 90 đầu 2000, một siêu sao bóng đá đầy cá tính và những pha bóng mê hoặc khán giả, nhưng Hidetoshi Nakata đã quyết định gác lại tất cả những ánh hào quang trên sân cỏ để tìm kiếm bản ngã của chính mình. Hành trình sâu giá nghề của tiền vệ người Nhật Bản không chỉ mang đến sự thú vị mà còn thể hiện một triết lý sâu sắc mang đậm nét văn hóa Á Đông, đó chính là khao khát hướng về cội nguồn để tìm thấy chân giá trị đích thực trong cuộc sống.